tốt cái chính kiến riêng của mình. Ngoài ra, ngoài cái việc mà cầm cờ ra, ông có muốn không đồng tình việc gì nữa không? Donald Trump là một tên gian xảo, lưu manh, một tên kỳ thị. Chúng ta là kỳ thị giới tính, có lên mà được Putin mà đưa lên ngôi đó mới chưa đầy 4 năm. Tan nước Mỹ. Nhưng nói rằng là quan trọng nhất là ông Trump chống Trung Quốc, ông nghĩ sao? Never. Con của Trump biết bao nhiêu cái phá thanh của Trung Quốc. Con của Trump đứa cháu ngoại ra mặc áo đỏ múa ca hát để mà chầu Tập Cận Bình, vợ chồng Tập Cận Bình. Làm sao mà trung cháu? Trong cuốn sách của Bo Trump, Donald Trump nói rằng nhờ Trung Quốc, nhờ Tập Cận Bình giúp cho nó nhiệm kỳ 2, mua dùng nông phản ở Iowa để cho nó giúp nhiệm kỳ 2. Làm sao mà Donald Trump mà chống được Trung Quốc? Vâng, nhưng mà còn về cái yếu tố Việt Nam, theo như ông, vì sao ông Trump lại có cảm tình với Việt Nam như vậy? Tại vì đó, lý do Việt Nam mà theo Trump đó lại là Trump nó không có đề cập đến nhân quyền. Không bao giờ đề cập đến nhân quyền. Trump là vậy nè, money. Vâng, nhưng mà ở cái khía chiều ngược lại đó, vì sao ông Trump lại có cảm tình với Việt Nam? Ở đây tôi đang hỏi như vậy, chứ không phải là Việt Nam có cảm tình với ông Trump. Nên nhớ rằng cái bo của ấy, Việt Nam á, mà theo Trump đó, là tại vì đó, họ nhìn ảnh của tôi đó Trump đó, một thương gia thành tựu. Họ ước ao được cái đó. Họ ước ao, họ nhìn về cái đó. Vậy thì còn những người mà Việt Nam ở Mỹ ủng hộ ông Trump, ông có muốn nói gì không? Những cái người Việt Nam mà chống Trump đó rất là đơn giản. Ủng hộ ông Trump. Ủng hộ Trump. Nói gì với họ? Những người ủng hộ Trump là những người mà họ nhìn thấy cái hình ảnh họ qua Trump. Tham lam, ích kỷ và đê tiện. Vâng, ông có thể cho biết tên ạ? Dạ thôi, tôi miệng.